Xe làm nông của người Mỹ nè. Cây chanh thì năm nay quá là trái luôn. Năm trước mình bỏ cho nó một chút phân ure vậy mà năm nay trái quá trời trái. Mình không biết làm gì cho hết cho nên để nó rụng thôi. Trái nè các bạn, quá trời luôn, trĩu cành luôn. Không biết làm gì với những trái chanh này. Năm ngoái mình mua ít hạt hoa, mình dục ra đây, vậy mà năm nay nó tự nó lên. Quá trời quá đất. Chết đúng không? Nhưng mà chưa đâu, cỡ một tháng nữa bắt đầu mới đâm chồi nảy mọc lại. Vườn nho mùa đông nhìn thấy tội nghiệp không?